Diệp Bảo Ngọc sexy cực độ bên nam diễn viên nghìn tỷ Tuấn Trần. Diệp Bảo Ngọc xuất hiện trong bộ đầm cúc ô út táo bạo khi sánh vai với Tuấn Trần ra mắt phim Làm Giàu Với Ma tại Hà Nội tối ngày 29 tháng 8. Tối ngày 29 tháng 8, ekip Làm Giàu Với Ma ra Hà Nội tham dự buổi chiếu phim ra mắt truyền thông. Diệp Bảo Ngọc, Tuấn Trần, Quang Minh có mặt nhưng thiếu vắng Hoài Linh. Nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân là diễn viên phía Bắc duy nhất góp mặt trong bộ phim. Tuy chỉ đóng vai nhỏ thoáng qua màn hình nhưng nữ diễn viên rất hào hứng tham gia buổi ra mắt tại Hà Nội. Tâm điểm chú ý của sự kiện là cặp diễn viên chính Diệp Bảo Ngọc và Tuấn Trần trong vai ma nữ Na và Lanh. Đây là bộ phim điện ảnh thứ hai của Diệp Bảo Ngọc sau Lật Mặt 6 và dự án điện ảnh thứ ba của Tuấn Trần ra mắt trong năm nay sau Mai và Móng Vuốt. Cặp sao chọn trang phục có màu sắc đối lập khi dự sự kiện. Diệp Bảo Ngọc chia sẻ, quá trình tiền kỳ rồi hậu kỳ rất lâu. Số ngày quay chỉ có hơn một tháng nhưng ekip đã mất gần một năm thai nghén. Ngọc hy vọng bộ phim sẽ chạm được đến cảm xúc của mọi người. Cô cho biết cả đêm qua mất ngủ vì hạnh phúc khi nhận được những phản hồi về bộ phim từ các khách mời lẫn khán giả. Trên phim, nhân vật Na của Diệp Bảo Ngọc chỉ được mặc đúng một bộ váy đơn giản xuất hiện từ đầu đến cuối. Do vậy, nhiều người không nhận ra nữ diễn viên khi cô lột xác ngoài đời thực. Tuấn Trần chọn cả cây trắng lịch lãm dự ra mắt phim. Nhân vật Lanh của anh trên phim bầm dập bao nhiêu thì bên ngoài nam diễn viên cuốn hút, sang chảnh bấy nhiêu. Sau khi tham gia loạt phim Đình Đám, Bố Già, Mai do Trấn Thành đạo diễn, Tuấn Trần trở thành nam diễn viên nghìn tỷ đầu tiên của màn ảnh Việt. Đây là sản phẩm mà Tuấn rất kỳ vọng bởi vai này Tuấn chưa từng thử sức trước đây, khác tất cả những gì mình từng thể hiện, nam diễn viên bày tỏ. Diễn viên Quang Minh vào vai phản diện bị ghét nhất phim. Anh hài hước nói, về bộ phim mọi người xem xong sẽ có cảm xúc riêng. Mọi người thấy mặt Quang Minh ngoài đời có ác không? Dễ thương lắm nha. Nhưng không ngờ đạo diễn Trung Lùng can đảm mời Quang Minh vào vai ác. Nếu khán giả xem xong mà ghét vai này thì Quang Minh đã thành công.